Ôi, chào bà con nha. Mục tiêu ngày hôm nay là sẽ làm hết luôn cái gốc bên đây, là bắt đầu trùm bạt xử lý cỏ luôn nha mọi người. Đó. Thì mấy nay ngày nào cũng mưa hết, cũng ráng dầm mưa làm cũng được một nửa đoạn đường rồi. Đó, mình lên clip thì xong cái mình lắc vôi, xong cái mình phủ bạt là vừa xử lý được sùng vừa xử lý được cỏ luôn nha mọi người. À, thôi bắt tay vô làm đi mọi người ơi. Tranh thủ trời đang chưa mưa còn mát mẻ. Đất này do nó có ống rồi mình không có cày máy được mọi người, làm bằng tay hết đó. Tất cả là làm bằng tay, nó hơi cực nhưng mà phải chịu thôi, vì bây giờ dưới đây nó ống ướt rồi nhiều lắm. Ổng làm bằng tay cũng 7 ống hết, tốn tiền lắm mọi người. Là xong buổi sáng mọi người ơi, giờ mình đi nấu ăn đi mọi người ơi. Nấu ăn mới có thịt thánh dịch được đạo nha mọi người. Xuống đây khởi nghiệp thì tất cả là tự mình làm hết nha mọi người. Cùng nhau theo chân mình nấu ăn nha mọi người. Nay mình ăn cá điêu hồng chiên chấm nước mắm, rau xào canh, xà lách xong, quá bổ dưỡng luôn mọi người. Đây là ăn của một mình, nhưng mà mình cái tính mình ăn uống cũng hơi cầu kỳ tí đó mọi người, nên nấu ăn cho nó chỉnh tề tí mọi người. Thật ra thì mình đi chợ thì chắc cũng có thể là rẻ hơn mọi người nhiều quá mọi người, vì nhà mình lấy hàng bông mối ở chợ á, mình bán hủ tiếu nhà nên mỗi lần mình chợ mua đồ ăn thì người ta sẽ bán mình cái giá rẻ hơn mọi người, nên là tiền chợ thì cũng không có cái nào mắc lắm. Để lửa đó đi, bây giờ chuẩn bị đi rửa rau rửa cậu đồ rồi nấu mọi người ơi. Theo dõi mình nhé, nhớ theo dõi quá trình mình thành lập cái farm này nha mọi người, một cái farm mini cho gia đình.